Dạ rồi, xin chào tất cả mọi người đến chuyên mục Lại Lên. Lại là em Nhân ở kỹ thuật ở shop Epsudo 121 Lê Lợi đây. Và hôm nay chúng ta sẽ có một cái chủ đề rất là đặc biệt. Một cái thiết bị, một cái dụng cụ, một cái phụ kiện lúc nào chúng ta cũng phải cần đến, nhưng mà chắc hẳn các bạn cũng chưa biết nhiều về nó, và cũng như là một số điều thú vị nó. Hôm nay thì em Nhân sẽ chia sẻ cho mọi người ha. Ok, vậy vậy chúng ta bắt đầu luôn ạ. Dạ rồi, thì em nói sơ, hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề là một cổng cáp taxi. Taxi là một cổng cáp kết nối đa chức năng và có thể làm nhiều việc hơn so với các cổng kết nối khác. Thì chúng ta trước khi bắt đầu thì chúng ta cũng có thể đi về lịch sử của cổng cáp taxi này trước ha các bạn. Dạ rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp lịch sử hình thành phát triển. Thì các bạn biết mà, mỗi dòng máy nó sẽ có một cái lịch sử hình thành phát triển cũng như là từng phụ kiện đi kèm nó. Thì chiếc taxi á, cái lúc mà em nhớ đâu khoảng năm 2012 nha, 12 đổ về trước á, thì chúng ta có một cổng cáp rất là phát triển mà hầu như gọi là em thấy chứ còn nhiều, mà 90% các thiết bị thời đó đã trang bị đó là cổng micro USB. Thì cơ bản micro USB nó là một cổng truyền dữ liệu, nó tốc độ nó sẽ không nhanh bằng taxi, thì cái điều đó chắc chắn rồi vì thiết bị công nghệ mới và công nghệ cũ. Thì micro USB á, thời đó nó rất là phát triển, gọi là nhà nhà người người hãng nào cũng dùng micro USB cả. Và micro USB nó có cái bất tiện là nó chỉ anh chị chỉ cần cắm được vào đúng chiều nó thì nó mới vào, còn chiều khác thì nó sẽ không vào. Mình mới cắm đúng chiều, có nhiều lúc mà có nhiều khách cắm lộn thì nó sẽ gãy cái chấu luôn. Cái thứ hai đó là micro USB nó có ưu điểm mà gọi nhất là nó rất là bền, thứ hai là nó khó bị gãy cái chấu nối của nó đó. Thì trước đó chúng ta sẽ có cái dòng micro USB, và cái thứ ba nữa là cái tốc độ sạc pin và cái tốc độ truyền tải dữ liệu của nó sẽ không nhanh. Các bạn biết là taxi ra đời nhằm mục đích là sạc nhanh và truyền tải dữ liệu nhanh hơn so với micro USB đó. Thì sau đó vào năm 2014 á, nó bắt đầu nhớ nó rộ một cái xu hướng là nhà nhà người người sử dụng taxi. Ở cái lúc là cáp taxi nó mới vừa ra mắt thì mọi người đua nhau xài taxi hết. Ồ, taxi nó có cái gì mới, taxi nó có gì hay mà mọi người lại xài như vậy. Cơ bản thứ nhất là taxi các anh chị sẽ cắm được tới tận hai đầu luôn đó. Ví dụ mình tối mình ngủ dậy mình mua mình cắm đầu nào thì nó cũng sẽ vẫn nhận sạc và vẫn có thể truyền tải dữ liệu được một cách nhanh chóng ha. Rồi cái thứ hai đó là taxi á, hiện tại em thấy nha, cái thời lúc mà có cổng micro á, nó còn xuất hiện á, thì đa số các dòng điện thoại, máy tính bảng và laptop hầu như chưa có tính năng sạc nhanh. Hầu như luôn nha, khoảng 90% là chưa có tính năng sạc nhanh. Hồi đó em nhớ đâu sạc đâu tao tầm dao động tầm 10W. 10W là cao nha, 10 15W là cao nhất rồi. Chưa tới chuẩn 18W đâu. Hiện tại là chuẩn 18W là một cái chuẩn gọi là sạc nhanh. Nhưng mà em nhớ cái đợt đó là chỉ đâu đó khoảng 5, 10 và 15W thôi, chưa tới 18W nữa. Đó. Thì sau này á, cổng taxi ra rồi đó, thì các bạn biết là cổng taxi ra thì năm khoảng năm 2013 tới 14 thì cái tốc độ phát triển về công nghệ nó cũng phát triển. Bởi vậy thì cần cái dòng điện thoại á, nó có chức năng sạc nhanh. Đó. Thì cái lúc mà cổng cáp taxi nó ra đời á, thì cái lúc đó là ngưỡng đa số nha, khoảng 40%. Mà em nhớ đi đầu đó như có Samsung rồi phải. Samsung là có một cái sạc nhanh, ở đó Samsung chỉ sạc đúng 18W thôi. Mà hiện tại 18W là vừa chuẩn, vừa đủ chuẩn sạc nhanh luôn. Đó, thì cái lúc đó là taxi ra đời vừa đúng lúc, và là đúng ngay cách mạng mà cái hãng điện thoại đang làm sạc nhanh luôn. Và taxi rất là thích hợp. Bạn biết có lẽ là cơ bản nha, taxi hiện tại đang trang bị trên những dòng MacBook nè, iPad nè, nó đều hỗ trợ sạc nhanh cơ bản như con MacBook Air mà một đang xài đây. Taxi có hỗ trợ sạc nhanh tới bao nhiêu watt là 32W, M264W, MacBook Pro tới 96W rồi. Các bạn biết là một cổng cáp mà đi sạc ra tốc độ kinh khủng như vậy thì nó phải là có rất nhiều công nghệ và có rất nhiều cái chuẩn độc trên đó ha. Rồi thì trên taxi, trên con chip nó sẽ có một cái con chip để biết khi nào dừng hiệu năng với đủ hiệu năng cho máy tính của mình luôn đó. Thì cái tính năng sạc nhanh này nó rất là tốt và giúp cho con người phát triển rất nhiều. Hiện tại trên các dòng MacBook và iPad nó đã đều trang bị cổng taxi cho mình hết rồi và đều có sạc nhanh hết. Thì em nhớ đâu đó thì cái đợt có iPad thì iPad hiện tại chỉ còn cái dòng iPad Gen 9 á, là những bữa cổng Lightning thôi. Còn tất cả dòng iPad hiện giờ từ Gen 10 đổ lên như là iPad Gen 10, iPad Air, E4, E5, iPad Mini, Mini 5, Mini 6 và iPad Pro. Hầu như iPad Pro đời nào cũng đã trang bị cổng taxi hết rồi để đáp ứng cho cái việc là sạc nhanh. Thứ hai đó là tốc độ truyền tải dữ liệu. Đó. Rồi, thì chúng ta phải tới một cái tính năng là tính năng truyền tải dữ liệu ha. Cơ bản á, thì USB taxi nó sẽ có cho mình là giúp mình truyền tải dữ liệu rất là nhanh ra ngoài, xuất dữ liệu rất là nhanh, tốc độ tập quy nó lớn. Thì khi đó anh chị, thì đó em nhớ nha, cái lúc mà mình muốn truyền dữ liệu mà từ cái micro USB á, mà sang một cái máy tính, từ cái điện thoại nha, thì em nói là trời, nó rất cực kỳ lâu luôn.
phải ngồi mấy tiếng đồng hồ, nó nhìn nó chạy từng tí thì rất lâu luôn. Thì taxi ra đời nó đã khắc phục được cái điều đó. Thì taxi thì nó sạc rất là nhanh, thứ hai nữa là tốc độ truyền tải dữ liệu rất rất là cao luôn đó. Bây giờ mình cắm vô một cái mình truyền qua hết, nó rất rất là lẹ luôn, nó không phải ngồi đợi từng giây từng phút như hồi xưa nữa. Hồi xưa mà chưa có taxi đúng là một sự thiếu sót luôn á. Rồi cái thứ ba nữa là taxi hiện tại nó có hai dòng. Các bạn biết là taxi bình thường có thể là một số cổng nó chỉ dùng để sạc thôi, còn có những cái cổng nó chuyên môn để nó xuất ra màn hình ngoài đó, gọi là các bạn ghi một cái máy phụ xuất ra màn hình ngoài đó, thì nó sẽ là cổng cắt Thunderbolt. Thì hiện tại Thunderbolt thì nó sẽ có rất nhiều chuẩn, Thunderbolt 2, Thunderbolt 3 và Thunderbolt 4. Và hiện tại tất cả các dòng MacBook Pro, MacBook Air từ hồi xưa mình đã nhớ là từ 2017, 2018 gì MacBook Pro đã có Thunderbolt 3 rồi, và hiện tại là các MacBook Air là toàn là Thunderbolt 4 không à. Cái dưới này nó sẽ giúp các bạn kết nối ở ngoài 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 nhanh hơn, và thứ hai nữa là hiển thị độ màu chính xác. Thứ ba nữa là gì ta, có thể hiển thị độ phân giải xuất ra màn hình có thể 4K 60Hz hoặc là 4K 60 120Hz gì đó tùy các bạn đó. Rồi thì hồi nãy em cũng đã chia sẻ cho các bạn về cách gọi là tính năng share màn hình ra màn hình ngoài ở trên MacBook, iPad hoặc là Mac Studio bằng cổng Type-C. Thì bây giờ nó sẽ có một cái gọi là cái tính năng kết nối các thiết bị ngoại vi nữa. Thì cổng USB có thể kết nối các thiết bị ngoại vi như là chuột nè, bàn phím nè, húp, và đa số các bạn giờ thấy là từng cái cổng cũng như là những cái phụ kiện bên thứ ba họ đều làm Type-C hết, cũng như em có một cậu cuốn rồi ha, thì họ cũng đã làm chuyển sang cổng Type-C luôn rồi. Đây em có một cái húp, ở đây em cũng có một cái hub, họ cũng đã chuyển đầu nó đang đầu Type-C rồi. Bởi vì hiện giờ các bạn có 90% các thiết bị đã đều chuyển sang cổng Type-C rồi. Đây cái hub rất nhiều cổng ha, USB-A nè, HDMI, đây có một Type-C, còn đây có cổng VGA, cổng LAN. Đây hiện tại tất cả các hub nó đều chuyển sang cổng Type-C hết rồi. Thì cái điều này là giúp cho các bạn đồng bộ hóa hệ sinh thái nó dễ hơn, và Type-C các bạn ở đâu cũng có thể gặp được, ở đâu cũng có thể mua được. Cái điều này nó rất là tiện cho người dùng luôn, sử dụng một thiết bị, một cổng đi cáp, một cổng kết nối thôi, có thể kết nối được tất cả thiết bị luôn đó. Đó là cái điều mà lợi ích khi các bạn sử dụng cổng Type-C, và nhất là trên MacBook đi ha, trên MacBook Air hay MacBook Pro á, cổng Type-C đó là nó sẽ có hai cổng. Trên MacBook Air màu một đi ha, nó sẽ có hai cổng, các bạn có thể bất cứ cổng nào cũng có thể sạc được. Nhà các bạn có thể dùng cổng này để kết nối dữ liệu không, câu chuyện tải dữ liệu nó một cách rất 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 là dễ dàng. Thì trên MacBook Pro cũng nó cũng vậy, hai cổng này hết sạc cổng nào thì sạc đó, cổng trên và cổng dưới đều có công suất sạc ngang như nhau. Và hiện tại các dòng MacBook như là iPad cũng vậy, nó đều có công suất sạc rất là cao vì nhờ vào ứng dụng với công nghệ Type-C này đó. Và là trên đây là một cái phần trình bày của em về Type-C, một cổng kết nối đa năng mang lại nhiều chức năng và cũng như mang lại nhiều trải nghiệm mới mẻ tính năng cho người dùng. Dạ rồi, hồi nãy em có chia sẻ là trên MacBook Air có hai cổng, MacBook Pro cũng như thế. Và hiện tại em thấy là bưng shop bưng các bạn cũng rất quan tâm rất nhiều về dòng gọi là gì ta, Mac Studio. Đó, Mac Studio. Thì Mac Studio ở phía sau nó tới có 4 cổng lận, nó có thể xuất hình ảnh tên tối đa là 4K không hay với là 6K, cái hình ảnh rất là cao. Và hiện tại là khi các bạn mua những cái sản phẩm của Mac Studio á, thì trong hộp nó sẽ tặng cho các bạn một cái cổng gọi là Type-C hay gọi là hình là bóng 4. Cái cổng này cái tác dụng là xuất ra màn hình ngoài, thứ nhất là cái độ phân giải cao, và thứ ba nữa đó chính là cái tần số quét nó cũng khá là nó còn cao, hết hợp với cái độ phân giải mà các bạn đang chọn. Rồi thì cái thứ hai nữa đó chính là Type-C này á, Type-C mà bình thường á các bạn dùng trên mấy dòng điện thoại bình thường thì mình không nói, bạn dùng những cổng Thunderbolt đó, cái sức tốc độ truyền tải dữ liệu nó rất là cao, và cái thứ hai đó là tốc độ nó rất là nhanh, truyền tải dữ liệu rất là cao, độ phân giải rất là cao luôn. Như Mac Studio đi thì nó tới gọi là ba cổng sau, nó có sức cả tối đa là ba màn hình, rồi hai màn hình kia là 4K, không một một có màn hình 6K và hai màn hình 4K, một màn hình chuẩn chỉ HD thôi. Các bạn có biết là sức mạnh của cổng Type-C kết hợp với một con Mac Studio cực kỳ mạnh mẽ, có thể xuất ra tới ba màn hình rồi các bạn. Cái việc này á giúp các bạn cho những cái người mà thích edit nè, hoặc là streamer có thể là làm nhiều màn hình, làm nhiều tác vụ trong cùng một lúc, thì cổng Type-C nó mang lại rất là nhiều cho người dùng. Dạ thì đó là cái chia sẻ của em về cái cổng Type-C này ở trong cái tuần thứ 45 rồi, cái là chủ đề kỹ thuật tuần này, và tuần sau thì nó sẽ có một cái chủ đề mới hơn, thú vị hơn và hấp dẫn hơn. Thì em xin phép là hẹn gặp lại các bạn ở chủ đề tuần sau. Thì trong chủ đề tuần này em sẽ review lại cái gì ta sẽ mang. Thứ nhất là một cổng kết nối đa năng mang lại nhiều trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Thứ hai, tính năng sạc nhanh,
phù hợp cho nhiều người, sạc nhanh có thể là thuận tiện cho công việc của mình rất 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 là nhiều luôn. Rồi cái hai nữa là tính năng truyền tải dữ liệu, thì hồi xưa thì lại rất là lâu, nhưng mà giờ nhà có công nghệ taxi thì nó truyền tải dữ liệu rất 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 là nhanh luôn. Rồi thứ tư đó chính là tính năng kết nối và share màn hình ngoài, nó có hỗ trợ rất nhiều cổng, nhiều màn hình ngoài và độ phân giải nó cũng rất 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 là ổn định luôn. Rồi cái thứ tư đó là tính năng kết nối các thiết bị ngoại vi như là USB, hub, chuột, bàn phím và rất nhiều thiết bị khác nữa. Thì đó là review của em về cái cổng taxi của Galaxy mang ra trong tuần này của mình. Rồi, thì em xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở cái chủ đề tiếp theo. Xin chào.